Trung Đông trong tình trạng báo động, lo ngại Iran tấn công Israel. Hãng hàng không Lufthansa của Đức hôm nay, ngày 11 tháng 4, đã kéo dài việc đình chỉ các chuyến bay tới Iran do tình hình ở Trung Đông. Khu vực đang được đặt trong tình trạng báo động vì lo Iran tấn công trả đũa Israel. Hãng tin MISA của Iran đã đăng một bài viết trên mạng xã hội X rằng không phận ở Tehran bị đóng vì diễn tập quân sự. Tuy nhiên, sau đó họ đã xóa bài viết và phủ nhận đã đưa tin như vậy. Hiện, cả Trung Đông lẫn Mỹ đều được trong tình trạng báo động, lo ngại Iran sẽ tấn công trả đũa Israel vì máy bay chiến đấu Israel bị nghi ném bom vào Đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria. Theo Reuters, hãng Lufthansa hôm nay tuyên bố sẽ đình chỉ các chuyến bay đi và đến từ thủ đô Tehran của Iran cho tới 13 tháng 4, kéo dài thời gian đình chỉ thêm 2 ngày so với trước đó. Một phát ngôn viên của Lufthansa cho biết, hãng quyết định không khai thác chuyến bay từ Frankfurt tới Tehran từ cuối tuần trước để tránh cho phi hành đoàn phải xuống máy bay và nghỉ đêm ở Tehran. Lufthansa và công ty con Austrian Airlines là hai hãng hàng không phương Tây duy nhất khai thác chuyến bay đến Tehran, nơi vốn là địa bàn hoạt động của các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định Israel phải bị trừng phạt vì cuộc tấn công khiến 7 thành viên của quân đoàn vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng. Trong số đó có một chỉ huy cấp cao của đơn vị tinh nhuệ ở nước ngoài, lực lượng Quds. Israel không xác nhận đứng sau vụ tấn công ở Damascus, nhưng Lầu Năm Góc đã xác nhận là có. Đáp lại cảnh báo của lãnh đạo tối cao Iran, Ngoại trưởng Israel Katz nói, nước này sẽ đáp trả nếu Iran tấn công Israel từ chính lãnh thổ của họ. Hãng Bloomberg trước đó dẫn tin từ Mỹ và Israel cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Iran hoặc các lực lượng được Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính phủ ở Israel sắp xảy ra. Một nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông, Brett McMurray, đã gọi điện cho Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Iraq để yêu cầu họ gửi thông điệp tới Iran kêu gọi nước này giảm bớt căng thẳng. Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các nhà ngoại giao những nước trên đã nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian